chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ giới thiệu iTunes tiếng Anh 3 sách học sinh tập 1 ha. Thì tiếng Anh 3, 4, 5 mình có tới 6 tập. Khi mở ra một cái file thì mọi người sẽ có hình như này. Và mình bấm vào đây để có xuất hiện cái thumbnails. Thì nó sẽ di chuyển, mình có thể di chuyển tới cái số trang cần tìm. Mọi người cũng có thể bấm vào đây này để tìm số trang. Ví dụ như bữa nay bài của mình dạy đó là trang 60, 61 chẳng hạn. Thì mình bấm vào đây. Sau đó mình tắt cái thumbnails này đi. Trên thanh công cụ nó sẽ có rất là nhiều cái tools để cho mình lựa chọn. Ví dụ bookmark để đánh số trang, đánh dấu số trang. Thì khi mà đánh dấu rồi thì mình sẽ mở ra rất là nhanh. Mình sẽ hiển thị vào đây và mở ra rất là nhanh. Cái này để mình có thể khoanh tròn nè, hoặc là đánh dấu nè, hoặc là viết một cái text. Ví dụ như Facebook của mình tên là Thanh Tâm Lê. Đó. Thì mình viết ra như vậy ha. Tắt đi. Mình tắt luôn. Cái thanh công cụ crop này có nghĩa là mọi người sẽ di chuyển như này để cắt một phần nào đó ở trong trang và có thể in ra hoặc là lưu lại. Có thể lưu lại hoặc là có thể pass qua Word hay là gì đó. Cái thanh công cụ zoom, zoom in, zoom out thì mình có thể zoom hết cỡ bằng cách là di chuyển từ dấu trừ mà tới dấu cộng này nè. Đó thì nó vẫn không bị bể chữ nha, không bị vỡ chữ. Mình tắt cắt, tắt cắt bút vào. Rồi, ở trang này, ví dụ trang này đi, mình có rất nhiều hình. Ví dụ hình này thì biểu trưng cho cái chỗ mình cho đoạn hội thoại ha. Audio để nghe nè. Page 58, Unit 9. What color is it? Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Is this your school bag? Đó, tương tự như vậy, video để xem ha. Is this your school bag? Yes, it is. Is that your pen? No, it isn't. My pen is here. Tương tự như vậy, những cái ngôi sao này là đa phần là hình, hình hoặc là ASCII. Ví dụ như đây có một bài listening đi, listen and tick, thì đây là cái hình để giới thiệu nè. Đó, giới thiệu. Còn cái này là ASCII. Ví dụ như nó tới đó, hoặc là cái này cũng là, sau đó là ASCII. Rất là đơn giản để sử dụng. Chỉ cần click vào những cái đó thì mình đã dùng được rồi ha. Tương tự như vậy, những cái video ở đây, hình ở đây và audio ở đây. Còn mọi người có thể tháo vào là. Nè. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hotline của mình đó là 0866 109 239.